Rồi, xin chào các bạn. Hôm nay tôi xin hướng dẫn các bạn cách bài số 3, đó là bài xác định điểm trên hình. Thì bài số 1, bài số 2 thì tôi đã hướng dẫn các bạn cách cài đặt phần mềm rồi. Thì để khi cài đặt phần mềm rồi thì chúng ta cũng mới cài để chuẩn bị thôi. Thì bài số 3, trước tiên để bước vào lập trình thì chúng ta phải bước phải qua cái bài số 3 trước các bạn ha. Bài này là một bài quan trọng cho nên các bạn phải chú ý. Bài này tôi hướng dẫn các bạn cách lập trình lên file CNC nên là các bạn phải xác định cái điểm trước rồi các bạn biết lập trình được ha. Thì ở đây tôi sẽ mở cái bài. Tôi sẽ mở cái bài lên các bạn thấy đây ha. Các bạn trước tiên các bạn phải xem ha. Ví dụ như là các bạn phải học biết là file như thế nào. Thì đây là tôi xin hướng dẫn các bạn file trên hệ máy FANUC ha. FANUC. Tôi sẽ mở một số video cho các bạn xem. Đó, các bạn có thể vào trong trang clip các bạn download các video để xem cũng được. Đấy, các bạn thấy này, trường hợp nó đang file ha. Đây đang là file khóa màu. Đó, đây là file khóa màu, đây là pin kiện, đây là pin, đó đây là khoan. Đấy, các bạn thấy máy nó đang khoan đấy. Đó là tưới ngồi, nước tưới ngồi để dẫn giảm rất nhiệt bị đẩy ra rất nhiệt các bạn thấy không, tưới ngồi đây là để em khoai các bạn nhé. Nhiều video này các bạn có thể tự download về các bạn thấy này. Đó, nó vừa khoai nữa phun nó tưới. Nó đang phay, đây là đang phay thô không? Đấy, các bạn thấy nó phay này, nó chạy cái pin này. Đó. Nó đi, nó phải đi theo hình, có nhiều kiểu hình. Đấy này, các bạn thấy chúng ta này, nó mới là máy phay. Các bạn thấy này, máy hiện đại mình chạy như này, nó thay dao, đây là dao, cái đầu là đầu BT đấy, đây là mũi mũi phay, mũi phay có mặt. Các bạn thấy nó đang phay, đây là đang làm tinh, đó. Rất lỗ. Đó, đây là các bạn tôi giới thiệu qua các bạn thấy xem mình đang dùng cái máy là hệ Miu các bạn. Các bạn thấy nó đang phai ha. Đây là NBT các bạn, đây là mũi, mũi phai ha, đây là vật liệu ha. Hay sao các bạn nó đang cái đồng đang rồi thì đó là tôi giới thiệu sơ cho bạn xem cái cách mà máy nó sẽ phay như vậy thôi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào bài, chúng ta sẽ làm trình nhé. Các bạn có thể vào trong YouTube để các bạn đào thêm xem thêm. Rồi thì bây giờ tôi sẽ có một cái bài này các bạn này, cái ví dụ này thì cái ví dụ này như thế nào các bạn nhìn đây. Tôi sẽ có một cái hình như thế này chẳng hạn, thì chúng ta phải biết cách xác định các cái điểm thì chúng ta mới lập trình được, nó mới đúng được. Ví dụ như chúng ta xác định điểm đúng thì chúng ta lập trình sẽ đúng, mà xác định điểm sai thì lập trình sẽ sai. Ở đây tôi có một cái hình, hình này tôi các bạn chú ý cái hình này ha, hình này mặt chiếu 2D, còn này mặt chiếu 3D, đây là mặt chiếu nghiêng. Rồi bây giờ các bạn thấy cái hình này có chiều dài là 300 và chiều rộng là 200. Như vậy chúng ta có các cái điểm như là
xác định điểm thì có nhiều bạn chọn vị trí để xác định điểm bắt đầu. Tôi ví dụ tôi xác định điểm bắt đầu là điểm từ vị trí này chẳng hạn, là vị trí số 1. Đây. À, một chẳng hạn. Đấy, thì các bạn nhìn là tôi có điểm bắt đầu là điểm này, điểm số 1. Tương tự như vậy. Đấy. Điểm số 2. Các bạn nhớ là điểm lên điểm số 1 này. Rồi, tương tự điểm này là điểm số 2. À, khi xác định điểm này, điểm xác định như thế nào các bạn nhìn này. Ví dụ như cái điểm điểm bắt đầu mình làm ra đây. Đấy, điểm tức là nằm ngay tại cái góc này, góc bo này chúng ta phải chú ý. Hiện tại chúng ta đang lập trình mà chúng ta phải biết cách lập trình cho đường thẳng trước thì chúng ta phải chú ý các góc này. Ví dụ từ đây tới đây này là một điểm, là một điểm, điểm thứ nhất này, điểm thứ hai này, điểm thứ ba, điểm thứ tư, điểm thứ năm, điểm thứ sáu, thứ bảy, thứ tám. Giờ chúng ta sẽ có điểm từ đây đến đây nữa là điểm thứ chín, từ đây đến đây nữa là điểm thứ 10 ha. Các bạn chú ý tới cái điểm này, các bạn đi xác định điểm trước rồi. Rồi một phải đúng không? Rồi tương tự chúng ta xác định thứ hai. Đó. Rồi tương tự như vậy các bạn sẽ xác định điểm thứ ba. Rồi tương tự các bạn sẽ xác định điểm thứ tư. Rồi tương tự các bạn xác định điểm thứ năm. Rồi tương tự các bạn xác định thứ sáu. Đó, xác định được điểm thì chúng ta mới lập trình được cái đúng rồi các bạn ha. Và điểm thứ bảy lại đây. Đó. Rồi. Chúng ta có cái điểm này, chúng ta ghi số ha, là cái nào đi đánh số thứ tự, điểm số 3 này. Đấy. Số 4. Số 5. Và điểm số 6. Rồi, số 7. Số 8. Đó, đó là cách xác định điểm. Đó là cách xác định điểm các bạn. Thì tôi cũng xác định từ từ các bạn xem thôi ha. Đấy các bạn thấy này, cứ một cái đoạn đường gấp khúc thì tôi lại có cho một điểm ở tại đây. Để mai mốt chúng ta lập trình cho nó để. Đó là cách xác định điểm. Đó. Các bạn thấy một hình thì chúng ta sẽ làm như thế này ha. Tại vì từ đây đến đây chúng ta phải vẽ một đường thẳng. Rồi từ đây đến đây chúng ta lại vẽ một đường thẳng nữa. Từ đây đến đây chúng ta vẽ một đường thẳng. Từ đây đến đây vẽ một đường thẳng. Và từ cái chỗ ngôi sao xuống đây là một đường thẳng. Và từ đây xuống đây một đường thẳng. Rồi, như vậy chúng ta còn một cái đường nữa, còn hai ba đường nữa. Chúng ta đường từ đường từ đây đến đây. Từ đây tới đây và từ đây tới đây nữa các bạn ha. Chúng ta sẽ có cái đường thêm nữa. Đó là chúng ta sẽ có đường thẳng. Đây, một đường từ đấy đến này các bạn. Đó, điều này chúng ta có một đường nữa. Rồi. Và các bạn thấy nhớ chúng ta phải tổ đây chúng ta có một đường nữa này. Đó, đấy có cái điểm đoàn hoàng ha. Chúng ta đi ra ngoài pin. Nhưng bây giờ chúng ta phải đi bên trong, chúng ta phải có điểm từ đấy đến đây này. Rồi tương tự như vậy, chúng ta phải có một cái điểm từ đấy đến đây nữa các bạn. Đó, từ cái vị trí này. Tới vị trí bên này này. Đây. Rồi chúng ta phải có một điểm nữa. Đó là từ vị trí này chẳng hạn. Này đây, đó. Tới cái vị trí này nữa. Đó. Tức là nó sẽ đi từ đường thẳng này này, đường thẳng này. Đó. Này. Từ đến đây. Một đường một đoạn thẳng chúng ta phải có hai điểm ha, điểm đầu, điểm cuối. Đúng không? Thì chúng ta thấy này, từ đoạn thẳng từ đây lên đến đây, chúng ta phải có điểm 1, điểm 2 đúng không? Một đoạn thẳng từ điểm 2 lên điểm 3 này. Một đoạn thẳng từ điểm 3 lên điểm 4, một đoạn thẳng từ điểm 4 lên điểm 5, một đoạn thẳng từ điểm 5 lên điểm 6,
một đoạn thẳng từ điểm 6 đến điểm 7, một đoạn thẳng từ điểm 7 đến điểm 8, một đoạn thẳng nữa đó là từ điểm số 9 này, số 8 này tới về số mấy, số 1, một đoạn thẳng đó là từ điểm số 7 về điểm số 2, một đoạn thẳng là từ điểm số 6 về điểm số 3, hoặc là từ số 3 về số 6 đều được, hoặc là từ số 2 về số 7 đều được, hoặc là từ điểm số 1 đến số 8 vẫn được ha. Đó là cách xác định điểm. Rồi, như vậy thì chúng ta phải thêm số vào đây ha. Tôi thêm vào luôn cho các bạn dễ thấy. Tại vì bài này là bài quan trọng nên là các bạn phải nắm vững các cái giá điểm điểm này. Chúng ta có điểm số 9 này, số 8 đây đúng không? Có điểm số 9. Và chúng ta test bài là điểm số 10. Khi xác định điểm chính xác rồi thì mai mốt chúng ta mới làm việc thì nó mới đúng được ha. Chứ nếu không chúng ta sẽ không vẽ được đâu. 11. Đấy. Rồi, 13. Đấy, mình test ha. 14. Đó, tập xác định điểm. Như vậy, nhìn cái hình như thế này mà chúng ta xác định ở tới mấy các bạn? Tới 14 điểm thì lúc này nó mới hết được ha. Thì mai mốt chúng ta lập trình nó mới đầy đủ các cái đường thẳng này rồi, các cái đoạn thẳng này được ha. Các bạn nên nhớ đây chúng ta là đoạn thẳng chứ không phải đường thẳng, nhưng đường thẳng nó dài lắm ha, nó dài tới vô cùng luôn á. Mà đoạn thẳng nó từ điểm đầu điểm cuối, đoạn thẳng nó mới có điểm đầu điểm cuối, thì mai mốt chúng ta sẽ lập trình nó sẽ đi từ đường thẳng đoạn thẳng trước. Còn cung tròn chúng ta chưa học tới ha, chúng ta đang học đoạn thẳng thôi, thì bạn nắm vững chỗ này cho tôi. Đó là cái xác định điểm. Tương tự như vậy thì các bạn có thể xác định, các bạn không quan tâm chỗ này nhé, tại vì trong quá trình làm chuyên ngành chúng ta thường là ngành cơ khí, chúng ta là không có để biết cách xem hình, đây là khối, đây là mô phỏng cái khối mà sau khi chúng ta đã chạy lên thì được ra thì nó như thế này thôi. Đấy, còn đây là bề ngang ha, đây là ăn theo chiều sâu này, chiều bề dày của cái khối này đó là 50, và cái khoảng mà nó ăn từ trên xuống này, phôi chúng ta sẽ ăn từ trên xuống đó là 30. Đấy. Rồi đó là cách xác định điểm của cái hình vuông, cái đoạn thẳng ha. Còn hình tròn này mai mốt chúng ta sẽ xác định sau. Tương tự các bạn có xác định cái đa giác, đa giác có thể là nhiều hình lồi lõm chẳng hạn, ví dụ như những cái hình khác đi, ví dụ như hình này chẳng hạn, các bạn có xác định điểm hình này đi. Đây là bài tập để các bạn về nhà tự xác định điểm, thì các bạn có đơn giản thôi, tôi nói sơ qua cho bạn thấy. Đây. Đây, tôi ví dụ như các bạn thấy này, từ đây đến đây các bạn thấy chỗ này có một điểm này, đúng không? Đây. Này, tôi lấy ví dụ tôi xác định điểm đó, lúc nãy tôi xác định từ dưới, bây giờ tôi không thích, tôi thích xác định điểm từ trên được luôn ha. Rồi tương tự như vậy các bạn có thể xác định điểm này, điểm số 2 đúng không? Đó, làm đây chẳng hạn. À, tôi xin lỗi, đây nó phải có từ đây đến đây, nó phải có một đường này, từ đây đến đây phải là một đoạn thẳng các bạn, nó có một điểm ở đường đoạn thẳng như vậy, từ đoạn thẳng từ đây tới đây lại có một đoạn thẳng nữa đó, các bạn đã xác định điểm này nhỏ hơn nữa đúng không? Rồi từ đây tới đây các bạn lại có một đoạn thẳng trước. Tôi đang xác định đường biên trước nha, đường trong một chút mà ta sẽ xác định điểm để trong đây nữa. Rồi tương tự như vậy các bạn sẽ làm sao đây? Các bạn lại vào đây nữa ha. Các bạn vẽ được thẳng này ra chẳng hạn. Đấy, các bạn lại có một đoạn thẳng, có một điểm đây nữa. Này, 1, 2, 3, 4, như vậy có một đường, một đoạn thẳng từ đây dài đến đây mà chúng ta đã có tới 4 điểm rồi ha, 4 điểm rồi. Tương tự như vậy chúng ta có xác định thêm cái điểm nữa, đó là sao đây? Đấy. Đấy, các bạn xác định điểm này nữa này. Đó, điểm này. Đúng không? Đó. Rồi, tương tự như vậy chúng ta lại xác định tiếp điểm nữa. Đó, điểm này các bạn. Đấy, điểm này đúng không? Điểm từ đây đến đây phải có một đoạn nữa đúng không? Rồi tương tự như vậy từ đây đến đây nữa chúng ta lại có một điểm nữa. Đó, đấy. Rồi, tương tự như vậy thì sao đây? Từ từ đây đến đây chúng ta phải kéo về đây một điểm nữa đó. Thấy chưa? Rồi như vậy thì các bạn thấy là bên viền chúng ta đã có một cái đoạn nó có cái điểm rồi. Tương tự chúng ta sắp bên trong thì chúng ta như thế nào? Bạn thấy này, đấy là từ đây về đây chúng ta phải có một điểm nữa không bạn ha? Chúng ta lại phải có một đường về đây nữa đó. Thấy chưa? Rồi tương tự như vậy chúng ta phải có một đường từ đây về đây nữa. Tương tự thì chúng ta sẽ có cái hình gì đây? Từ đây chúng ta phải xuống đây một điểm nữa đó. Rồi từ đây chúng ta có đây không ra là một điểm nữa. Rồi tương tự như vậy các bạn xác định cho cái điểm đó ha. Đây là cách xác định điểm các bạn. Xác định điểm được thì mai mốt chúng ta lập trình nó mới đúng, từ đây đến đây một điểm nữa. Đó.
Rồi các bạn thấy này, từ đây lên đây nó lại có một điểm nữa các bạn. Đó. Rồi các bạn xác định điểm càng kỹ thì mai mốt lập trình không bị sót nữa. Đấy, là từ đây lên đây, từ đây lên đây điểm nữa và từ đây về đây một điểm nữa. Đúng không? Một đoạn thẳng chúng ta phải có hai điểm. Cho nên chúng ta vẽ một điểm thì nó là sao thiếu ha. Tương tự như vậy các bạn hãy về xác định các cái bài dưới đây nữa ha. Các bạn vẽ lại ha. Các bạn có thể là download trên mạng về các bạn tự vẽ ra ha. Còn đường tròn tôi chưa chỉ các bạn đừng xác định điểm như vừa đường tròn ha. Các bạn xác định hình vuông này rồi, hình vuông hình chữ nhật, hình đa giác gì đấy. Đấy, các bạn có thể là vẽ lại cũng được. Ghi lại. Ghi hết vào cuốn bài tập thì về làm ha. Đấy, đấy này. Rồi. Đấy, các bạn về đây. Các bạn vào đây ha, các bạn lấy các bạn làm đây. Các bạn thấy chưa? Các bạn về các bạn tự làm ha. Đây là bài tập về nhà thì các bạn đã vẽ lại ha. Vẽ lại rồi tự xác định ra. Nha. Rồi, như vậy thì đây là bài xác định điểm. Kết thúc tại đây các bạn ha. Có gì các bạn cứ liên hệ với tôi qua cái website này. Đây. Các bạn vào đây các bạn có cái địa chỉ là ví dụ các bạn vào trang YouTube bạn chỉ có chia bi các bạn thấy các bạn nhấp vào tôi ra các bạn nhấp vào chia bi này các bạn search xong bạn thấy đây này có cái này đó rồi các bạn vào đây các bạn comment ở dưới đây tôi sẽ trả lời các bạn nào coi tôi cuộc thảo luận này các bạn vào đây các bạn thảo luận thì tôi sẽ trả lời nào đây các video các bạn có thể tham khảo thêm rồi. Rồi, giờ đây là bài số 2, tôi xin kết thúc bài số 2, tôi nói lộn, đây là kết thúc bài số 3 tại đây ha. Bài số 3 đó là xác định điểm. Bài thứ 4 thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách xác định hệ tọa độ ha.